sau khi chúng ta vào đấu nối được vào MetaMask ấy, chúng ta có shop để cho mua trứng này đúng không? Hôm nay thì quỹ nó gom cái con L99 này khiếp lắm nhá. À, lắc đi hôm nay quỹ gom nhiều lắm. Check đúng không? 0.02 giá bèo. Bây giờ chúng ta sau khi đấu nối vào, chúng ta có cái lập hội bang, lập bang chủ nhá. Các vấn đề bang chủ thì có cái cách. Chúng ta sẽ vào đúng không ạ? À, chúng ta vào đây để chúng ta xem. Đó, đấy, chưa bán đó. Chúng ta vào play to earn này. Chúng ta cho con này oánh cái con này nào, ấn bet đúng không? À, đấu với lại này thì nó vẫn có mất phí của BNB đấy, đúng không? Mình đấu xem nó có thắng không. Đấy, thắng rồi đúng không? Lấy được 77 99 đúng không? Đấy. Đấy, thế là bắt đầu tiếp con này còn đến 4 tiếng nữa mới đánh được nữa. Đến con này cho đánh cái con medium này xem có đánh được không, đúng không? Sau đó chúng ta nhận được cái tỷ lệ của L99. Đấy. Để chúng ta xem. Bắt đầu đánh hai con này đó, đó là cho đánh hai con này mới kiếm ác. Thế thì đấy là một cái cách. Đấy là một cái cách chúng ta có thể kiếm. Ok, đấy. Đấy, ví dụ là một cái để chúng ta rồi. Ok, chúng ta sẽ vào stable. Đúng không? Chúng ta xem guide để xem bảng hội của chúng ta xem member là bao nhiêu. À, có hai con đúng không? Trứng xem quả này nở chưa nào. Rồi, xem quả này sắp nở chưa. Còn 3 tiếng nữa thì tôi sẽ up được cái quả này. Đấy. Nó chơi nó đơn giản lắm. Vấn đề là chúng ta tập trung vào cái con coin đúng không? L99.